đố các bạn, nhân vật kế bên tôi là ai? Ai mà nghĩ là bắt lâu công cho tôi phím subscribe? Ai là nghĩ người bán cá cho tôi nút like? Tôi đếm 5 giây nha. 5 4 3 2 1. Chính xác các bạn à, đó chính là bác lao công của chúng ta nha. Nhưng mà tại sao ngày hôm nay tôi mở đầu video lại là bác lao công thì nó có xứ liên quan hết các bạn à. Ok, bây giờ bắt đầu video nha. Ok, thấy bất ngờ chưa? Trời ơi, thật sự nhà phát hành làm ngay quả này thật sự là cút nha mà. Gọi là chủ tịch giả nghèo đó mà. Trời ơi, bây giờ ông lao công thực chất là bây giờ một chủ gọi là cái sân gôn các bạn nha. Đấy, thì bây giờ mình bàn một tí gọi là về cái vấn đề mà sân gôn đi nhá. Thì ai cũng nghĩ đây là giống hố xanh đúng không? Nhưng mà không phải mọi người, tại vì tôi đang có mặt tại hố xanh đây. Hố xanh thì nó không có gập gờ mà nó không có cao như vậy đâu mọi người. Tôi đang phân vân, đây chính là một cái map mới mọi người ơi. Và cái map này chính là nơi này nè. Đây mọi người, đây chính là cái map mà tôi muốn nói với mọi người đây. Đây là một trong những cái map con mà nó xuất hiện cách đây rất là lâu rồi nhưng mà vẫn chưa được khai thác các bạn à. Ngay khu vực hông thao đấy, ngay ngoài hàng rào, không biết anh em có để ý không. Tại vì tôi thấy ở đây là có nước nè, có một cái bờ hồ, xung quanh là có cây nè, và có nguyên một cái sân cỏ rất là rộng lớn. Đánh gôn đây tôi nghĩ là rất là phù hợp đấy mà. Chẳng qua là người ta sẽ thay đổi một tí cái về cái mặt địa hình ở khi mà chúng ta vô trong thôi. Đó, anh em có gọi là cùng dự đoán với tôi không? Tôi nghĩ là cái sân gôn tiếp theo nó sẽ nằm ở đây nha các bạn ơi. Và cách đi vào sân gôn thì anh em sẽ gọi ra bờ gia gặp ông chú gọi là lao công để anh em nhấn mà chuyển qua cái map đó nha mọi người à. Nếu mà xét về vị trí ngay cái vị trí địa lý này hiện tại nè, so với ông chú lao công đứng bên kia nó lại hợp lý bởi cái trưởng đó mà. Tiếp theo mình hãy cùng gặp những nhân vật mà xuất hiện trong khung ảnh nha anh em ơi. Hiện tại là có 4 nhân vật. Thứ nhất là bây giờ chị bánh kem đây đứng kế bên thì mình không nói, không đứng gần quá rồi chắc chắn là mình sẽ nhận ra. Thứ hai là anh bán hot dog thì anh này là thương hiệu của Hagen rồi đây. Đó là dễ dàng nhận ra luôn. Vậy còn hai người kia là còn lại ở đâu? Thì bây giờ các bạn cùng theo chân tôi nha. A few moments later. Đấy nha các bạn ơi, trong khu căm binh cắm trại đây, anh Dr. Fred gì đây? Đó nha các bạn, đây là NPC đã xuất hiện trong khung hình nha các bạn ơi. Nhân vật cuối cùng của chúng ta hơi đặc biệt một tí, tại vì trước đó anh đó đã có hộ khẩu tại Plaza rồi, đứng kế bên luôn. Nhưng mà bây giờ anh ấy bị chuyển công tác rồi, đó chính là anh Mino đây bà. Đây anh Mino đây. Thì anh này mình không có gì quá là thắc mắc đúng không anh em? Nhưng bây giờ anh em có câu hỏi tại sao có rất nhiều NPC trong game này, nhưng mà tại sao gọi là trong cái khu vực cô này người ta chỉ chọn ra 4 người NPC mà xuất hiện trong khung ảnh thôi, mà tại sao không chọn những người khác? Thì bây giờ tôi đang có một thuyết âm mưu như sau, không biết mọi người có đồng tình với tôi không. Thì tôi nghĩ là ở trong cái map mới là cái map sân gôn này sẽ có 4 NPC này. Thứ nhất là người bán kem, là chị bán kem, ok chưa? Thứ hai là có người bán hot dog, là có người bán nước, có người bán đồ uống nè. Hai người kia là một người bán pizza nữa thì nó lại hợp lý về cái chuẩn rồi. Vậy còn người cuối cùng là cái người gọi là làm trong khu cắm trại này để làm chi? Thì tôi nghĩ là sẽ có một nhiệm vụ gì đó, một cái nhiệm vụ đây mà có xuất hiện, có sự xuất hiện của anh trong khu cắm trại này để giúp anh em kiếm tiền trong chổng đây mà. Anh em thấy hợp lý không? Ai thấy hợp lý thì anh em comment phía dưới giúp tôi nha anh em ơi. Đúng, hợp lý. Bây giờ mình nói về cách thức chơi gôn đi, thì tôi đang nghiêng về cái hướng mà tính điểm các bạn ạ. Tức là chúng ta chỉ vô đánh với nhau, đánh solo với nhau rồi sẽ tính điểm ông nào nhiều hơn thì ông đó sẽ chiến thắng và nhận được cái phần thưởng gì đó. Hoặc là chúng ta cũng có thể đánh gôn mà kiếm tiền hoặc kiếm kim cương vậy đấy mà. Đấy, tôi nghĩ là nó khá nhiều thứ để vận hành đấy. Cũng như là cái cây gôn đi các bạn, cũng ví dụ cái cần câu cá đó sẽ có nhiều phiên bản khác nhau các bạn ạ. Cho nên tôi nghĩ bản cập nhật sắp tới rất là hot luôn. Mà tôi nghĩ là cái thời gian mà cập nhật nó sẽ trên một tuần các bạn, trên một tuần nữa, tại vì các bạn nhìn cái bản sự kiện trên đây đi. Cái này cái gô mất 8 ngày mới xong nè. Cái này mất 9 ngày đúng không? Cái này cũng có mất 5 ngày. Thì tôi nghĩ đâu đó là cỡ trên một tuần nữa họ sẽ cập nhật anh em à. Phải cập nhật luôn con cá voi trắng luôn mọi người. Cá voi lưng cù trắng luôn, mấy cho mấy loại cá bạch tạng họ sẽ cập nhật chung với nhau với cái mảng này luôn đấy. Thì đâu đó là nó rơi vào thứ 5 tuần sau. Tôi đang nghĩ là nó sẽ rơi vào thứ 5 tuần sau nha mọi người. Thứ 6 chứ, thứ 5 hoặc là thứ 6 tuần sau các bạn chờ nha. Và đó là thời gian, vị trí cũng như là tất cả những gì mình biết về gọi là cái suy luận của mình về cái map mới sắp được ra mắt trong thời gian tiếp theo các bạn à. Còn các bạn nghĩ sao thì nói chung cứ comment phía dưới cho các bạn nhé. Tại vì đây là một buổi gọi là thuyết âm mưu, mình sẽ đưa ra những cái quan điểm mình đó để anh em mình bàn luận với nhau, chứ mình không có khẳng định gì nha anh em ơi. Đấy, mình cứ dựa theo những căn cứ và cái nguồn bài này đó chính là đến từ video TikTok của Play Together Vinci cho mọi người. Đấy, cho nên mọi người cứ yên tâm, khi mà mình đăng một cái gì đó là chắc chắn là mọi thứ nó đều có thông tin xác thật cả, chứ mình không có bịp. Đấy, ok chưa? Rồi hôm nay để xem ngày hôm nay nhận được cái gì nha. Trời ơi, ngày 16 cho tôi những cái ghế xanh trật. Chán chữ vậy ta. Bây giờ mình sẽ có một cái mini game nhỏ nhỏ cho anh em. Thì bây giờ em chọn đi, cái trứng bên trái hay trứng bên phải, để tôi mở cái trứng đến nhà để xem ra cái gì nha anh em ơi. Ok, 5 giây để em chọn nha. Nếu em chọn bên trái thì em cho tôi phím subscribe, nếu em chọn bên phải cho tôi phím like nha. 5 4 3 2
Một rồi, lại nhiều hơn đúng không? Rồi thế là mình trái nha, mở trái trước nha em ơi. Ok nha. Nó có gì đây? Trời ơi, con mèo quá. Và đây đó chính là tên báo đời bốn đứa đó mà lâu ngày chưa xuất hiện đúng không? Bây giờ xuất hiện là những đông như thường em ơi. Anh em nào muốn tham gia team báo đời bốn đứa thì hãy follow ngay Facebook của tôi và gọi là team ngay bài viết tôi lên game. Comment phía dưới cho tôi vào nhớ tôi sẽ gửi cho bạn một cái link Zalo. Thì các bạn vô cái link Zalo nó sẽ vô một cái group PF Family nha các bạn ơi. Group đó bây giờ hiện gần 600 người rồi. Khi nào tụi tôi quay tụi tôi sẽ hú em vô quay chung đó thấy không? Đó. Ngày hôm nay nói chung là cũng muốn gọi là ăn mừng đâu đó là cái group PF Family trên Facebook của tôi đã đạt được 1000 thành viên đó mà. Đó, và nói chung là đạt được 40k sub bên YouTube nè. Đấy, còn bên TikTok là được gọi là 45k follow. Đấy. Cũng như là đâu đó là bên gọi là group Zalo ơi gần 600 thành viên rồi. Đấy, ok chưa? Rồi bên cái phía cái gì ạ? Cái follow Facebook tôi gần 1000 follow rồi. Đó thì bây giờ còn hai thứ hy vọng nó sẽ giúp tôi đạt được đó chính là giúp vào group Zalo tôi đã 600 thành viên nè, giúp đâu đó cái Facebook tôi được 1000 follow là coi như là trong tháng này là mãn nguyện rồi đấy mà. Đấy, một lần nữa cảm ơn em rất là nhiều đấy mày, hãy ủng hộ tôi nha mọi người. Ai cứu dùng cây dù á em, cây dù nó sắp gãy rồi em ơi. Trời ơi, mấy chục xác trời, 50-60 xác cái nhảy lên cây dù chậm dữ quá, chậm với bà nào địch nó vậy trời ơi, phải cái đánh thực sự cái đấy mà. Đố mọi người con sao là bao nhiêu cm nè? Số cm tôi gửi cho các bạn đó là trên 40. Gì? Không, trên 50, dưới 70 nha mọi người. Đây nè, đây nè, đây nè. Bước 1 các bạn hãy like và subscribe video này, nhớ bật chuông đó nha. Bước 2 các bạn comment cho tôi cái tên in game và bước 3 các bạn hãy để lại cái số cm mà các bạn dự đoán nha. Thì phần thử lần này thì vẫn là đôi giày năm thỏi nha mọi người. Ok nha mọi người ơi. Rồi xong cho qua anh đi. Ôi các bạn ơi, đây đi đang bắt cua dừa kìa. Ôi ôi. Ai? Con vậy? Quái nằm trong. Ủa sao nhìn được trong bụi hay dưới vậy ta? Chưa nhìn thấy hai con bọ bay ra đó nha chị ơi. Ôi. Cái gì vậy trời, tốn thời gian thật sự luôn. Trời ơi, đúng tốn luôn á. Nghe cái tông giọng rồi thôi chứ biết. Biết rồi. Nó không quay lại sao chứ. Trời luôn á, chị ghi hình chị gái của Junbi vậy đó. Di biệt. Để xem hôm nay phần sale có gì hot không nha em ơi. Ai ngoài kim cương xem còn cái gì không ta. Trời ơi, cái trang thứ nhất thì chúng ta có cái này. Cái này tôi thấy khá là đẹp anh em mà, nhưng mà giảm một kim cương cũng không phải là giảm quá nhiều. Trang thứ hai, có một cái mắt kính này giảm đâu đó là gần 2k tiền này các bạn, cũng hợp lý nè, khá là hợp lý đấy. Trang thứ ba coi. Cái trang này hả? Có một cái bục nha. Có một cái bục sân khấu này giảm đâu đó cũng 500 tiền. Thêm cái cần câu tre này cũng xịn nha các bạn, cày tiền là sướng luôn á. Còn gì đây ta? Ui, lại cái biểu cảm này, hôm qua rồi. Nói chung là cái phần sale lần này nó cũng khá là ổn nha các bạn ơi. Đâu, để tôi thử vận may của tôi cái coi. Làm luôn cái vận may cái. Trời ơi, quận bà. Trời ơi, 100 tiền sao. Trời ơi, quận sắt. Ôi trời ơi, cho cái kim cương cái nè. Cái đá quý nè. Trời ơi, tính ra từ trước giờ tôi chưa bao giờ mở được đá quý trong cái hòm luôn anh em, mà còn không biết anh em có mở được chưa nha. Rồi bên đây coi cho tôi viên kim cương cái đẹp, viên kim cương xanh nha. Ôi trời ơi, kim cương xanh đi, hoặc cái mặt cũng được. Cái gì đó anh em, cái đeo mắt á. Cái bịt mắt á. Cái mắt trong đây hình như tôi có một cái à. Ôi trời ơi, chưa đâu nè. Trời. Cái cuối cái gì đây, hên nè. Hên.
Ồ trời ơi. Còn bây giờ tập thể team báo đề Bô Đốm xin được phép chào tất cả mọi người. Chúc mọi người có một ngày vui vẻ. Annyeonghaseyo.